Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh bản tin 24 giờ. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết sớm hàng ngày, ngày 24 tháng 5 từ bản tin 24 giờ. Bản tin dự báo thời tiết ngày 24 tháng 5 năm 2023 và dự báo cho 15 ngày tới. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn đã dự báo từ ngày trước đó, do chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp, từ 22 đến 24 tháng 5, không khí lạnh phía Bắc tiếp tục bị nén và đẩy xuống phía Nam, ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực của Bắc Bộ. Do chịu ảnh hưởng bởi rãnh áp thấp, kết hợp với vùng hội tụ gió ở mức 1.500m, trong ngày và đêm 23 tháng 5, hầu như khu vực Bắc Bộ, khu vực Thanh Hóa sẽ xảy ra mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Từ ngày 23 đến ngày 24, vùng mưa sẽ được mở rộng xuống khu vực Nghệ An đến Quảng Ngãi. Sẽ có mưa vừa, mưa to, kết hợp với gió Tây Nam, lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm. Thời gian có mưa thường tập trung về chiều tối và tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam, trong chiều tối ngày 23 tháng 5 ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ cũng sẽ xảy ra mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi lên tới 60mm. Đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa to cục bộ có khả năng xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp. Đối với khu vực của Bắc Bộ, mưa sẽ đến ngày thứ 7 của tuần này. Tuy nhiên, đối với khu vực Nam Bộ, khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thì mưa sẽ còn duy trì trong nhiều ngày tới do ảnh hưởng bởi gió mạnh. Diễn biến chi tiết khu vực chịu ảnh hưởng bởi mưa trong 15 ngày tới sẽ được cập nhật ở những phút giây sau đây. Dự báo thời tiết chi tiết cho các khu vực trên cả nước trong ngày 24 tháng 5 và dự báo cho 15 ngày tới. Dự báo khu vực Tây Bắc Bộ nhiệt độ giảm 2-4 độ so với ngày 23, nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ. Khu vực Lào Cai và Yên Bái, nhiệt độ ban ngày ở mức 34-35 độ. Đến ngày 29 và ngày 30 thì nhiệt độ ban ngày có thể tăng đến mức từ 36-37 độ. Tuy nhiên, những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống ở mức 31-33 độ. Đến ngày mùng 6 tháng 6, mưa sẽ liên tục kéo dài ở khu vực này. Thời gian có mưa thường diễn ra về đêm và sáng, sẽ duy trì trong nhiều ngày. Đối với khu vực Điện Biên và Lai Châu, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống ở mức 32-33 độ. Đến ngày 27 và những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày sẽ tăng nhẹ từ 2-3 độ, mưa nhỏ rải rác ở khu vực này đến ngày 26. Từ ngày mùng 2 tháng 6, khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới. Đối với khu vực Sơn La, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống mức 30-31 độ. Từ ngày mùng 1 tháng 6 đến ngày mùng 2 tháng 6, ở khu vực này nhiệt độ là 29-30 độ, mưa nhỏ trong 3 ngày tới. Sang đến thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ, trong ngày 24 tháng 5, trời nhiều mây có mưa rào và dông rải rác. Về đêm và sáng sớm, nhiều khu vực sẽ xảy ra mưa to đến rất to. Ngày 23, nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29-33 độ. Và một số khu vực lân cận, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống đến 31 độ. Đến ngày 26 tháng 5, những ngày sau đó, thì nhiệt độ ban ngày có thể tăng lên mức từ 31-34 độ, lặp lại ở khu vực này ít nhất là đến buổi sáng vào ngày thứ 7. Ngày 27 tháng 5, tự nhiên thì mưa sẽ giảm theo từng ngày. Đối với khu vực Lạng Sơn, Quảng Ninh, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm xuống 30-31 độ. Đến ngày 26 và những ngày sau đó, thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ từ, ở khu vực này rải rác về đêm và sáng. Đến ngày 26 tháng 5, khu vực Thái Bình, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, nhiệt độ ban ngày sẽ dao động ở mức 30-31 độ. Đến ngày 26 và những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2-3 độ. Mưa về đêm và sáng sẽ còn liên tục diễn ra ở khu vực này đến buổi sáng ngày thứ 6, 26 tháng 5. Đối với khu vực Hà Giang, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng, nhiệt độ ban ngày sẽ giảm nhẹ xuống mức 32-33 độ. Đến ngày 28 và những ngày sau đó thì nhiệt độ ban ngày có thể tăng đến mức 34-36 độ. Mưa sẽ ảnh hưởng kéo dài ở khu vực này, mưa thường diễn ra về đêm và sáng. Đối với khu vực Thái Nguyên, nhiệt độ ban ngày ở mức 29-30 độ đến ngày 26, sau đó thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2-3 độ. Mưa vừa và mưa to sẽ ảnh hưởng xảy ra ở khu vực này đến ngày 26, những ngày sau đó thì mưa có xu hướng giảm dần. Lưu ý, từ ngày 1 tháng 6 thì khu vực này sẽ bước vào một đợt mưa mới. Xuống đến thời tiết khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trong ngày 24 tháng 5 về đêm và sáng sẽ có mưa rào và dông, mưa trên diện rộng sẽ giảm dần về trưa và chiều. Trong cơn mưa diễn ra tập trung chính ở khu vực phía Bắc, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, không khí lạnh được mở rộng xuống phía Nam, nhiệt độ sẽ giảm từ 3-5 độ so với ngày 23, nhiệt độ thấp nhất từ 27-28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-31 độ. Đến ngày 29 tháng 5 và những ngày sau đó thì nhiệt độ có thể tăng thêm từ 2-3 độ, mưa rải rác về đêm và sáng ở khu vực này đến ngày 26.
Tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 2 tháng 6 đối với khu vực phía Nam, khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong ngày 24 tháng 5, trời nhiều mây có mưa rông rải rác, với buổi sáng thì nhiều mây, có nắng, nhiệt độ sẽ giảm từ 1 đến 2 độ so với ngày 23, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 35 độ, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến ngày 29. Tuy nhiên những ngày sau đó thì nhiệt độ sẽ tăng trở lại đến mức 32 đến 34 độ. Mưa sẽ ảnh hưởng ở khu vực này trong buổi chiều của ngày 25 tháng 5. Đối với khu vực Bình Định, khu vực Phú Yên thì mưa có phần nhiều hơn, mưa thường diễn ra về chiều và sẽ duy trì trong nhiều ngày. Chú ý đề phòng có mưa dông và gió giật mạnh. Đến ngày 1 tháng 6 và từ ngày 2 tháng 6 thì sẽ có thêm không khí lạnh ở khu vực này. Nhiệt độ 29 đến 30 độ, mưa nhỏ rải rác sẽ diễn ra trong buổi sáng 3 ngày tới. Sang đến thời tiết khu vực phía Đông Nam Bộ trong ngày 24 tháng 5, khu vực Khánh Hòa, khu vực Ninh Thuận và Bình Thuận, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ giảm nhẹ xuống mức 30 đến 32 độ, duy trì trong 15 ngày tới. Mưa vừa mưa to về chiều sẽ thường xuyên lặp lại ở khu vực này. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên trong ngày 24 tháng 5, trời nhiều mây có nắng, mưa nhỏ sẽ diễn ra vào buổi trưa và chiều. Về trưa và chiều, đề phòng có khả năng xảy ra dông lốc và gió mạnh đi kèm với cơn mưa dữ dội sẽ giảm thêm từ 1 đến 2 độ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất là 29 đến 31 độ. Đối với khu vực Nam của Tây Nguyên, nhiệt độ ban ngày cũng sẽ giảm mạnh xuống mức 27 đến 29 độ. Từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 5 tháng 6, mưa sẽ giảm, cũng sẽ gia tăng từng ngày. Mưa thường diễn ra về chiều và tối. Cao điểm về mưa sẽ diễn ra từ ngày 3 đến ngày 5 tháng 6. Ngày 24 tháng 5, sáng nhiều mây có nắng, mưa nhỏ có khả năng diễn ra vài nơi. Tuy nhiên về trưa và chiều, nhiều nơi xảy ra mưa to, đề phòng khả năng xảy ra gió giật mạnh đi kèm với dông lốc. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 6 tháng 6, trời nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, nhiều nơi có mưa to đi kèm với dông lốc và gió giật mạnh. Kính thưa quý vị, miền Bắc dịu mát nhờ những cơn mưa dông. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La và Trung Bộ vẫn còn nắng nóng gay gắt. Nam Bộ cũng mưa dông vào chiều tối. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày hôm nay 24 tháng 5, ở phía Đông Bắc Bộ, Hòa Bình và Thanh Hóa có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm trên 24 giờ, có nơi trên 60mm trên 24 giờ. Mưa cũng lan vào khu vực từ Nghệ An đến Phú Yên với lượng mưa từ 10 đến 30mm trên 24 giờ, có nơi trên 50mm trên 24 giờ. Thời gian xảy ra mưa dông tập trung vào chiều và tối. Ngoài ra, do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên chiều tối và tối nay ở khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40mm, có nơi trên 60mm. Trong khi nhiều khu vực của miền Bắc đã xuất hiện mưa giảm nhiệt với nhiệt độ cao nhất là 32 đến 34 độ, thì hôm nay các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, từ Hà Tĩnh đến Phú Yên tiếp diễn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt ở mức nhiệt cao từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Từ ngày 25 tháng 5, các tỉnh này nắng nóng kết thúc. Riêng Hà Tĩnh đến Phú Yên nắng nóng dịu dần. Dự báo thời tiết các vùng miền trên cả nước ngày 24 tháng 5, phía Tây Bắc Bộ có mây ngày nắng, riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ. Riêng Lai Châu, Điện Biên, Sơn La 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 31 đến 34 độ. Vùng núi có nơi dưới 31 độ. Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, phía Nam nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, riêng phía Bắc nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất ở phía Bắc 34 đến 37 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Tây Nguyên có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20 đến 23 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Nam Bộ có mây, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 34 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Bản tin 24 giờ để theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.